Chè to bằng lá chuối. Trời, 51 đồng cho nhiều tiền thế. Nhiều quá. Mà cái hãng Vina nó rất là láo nhá. Ví dụ như là cái sao tiền người ta hết, bao giờ nó tiền ghi là còn là mấy chục đồng lẻ nhỉ? Đều nhỉ? Thì không không nghe được. Ở Việt Nam làm gì có mấy cái đồng? Đâu nghi thì ghi được mọi mọi thứ. À, đây là em vừa em chẳng may em bấm phát tôi nó tắt đi. Tắt luôn. Này có nó có trừ láo thì luôn. Luôn. Bạn ơi mà thẳng luôn. Cái gì bố? Bấm nát nào. Bấm nát à? Luyện thanh. Luyện thanh. Huy ơi Huy. Đó, ở đây không phải là trường văn hóa nghệ thuật. Mà đây là trường phi văn hóa nghệ thuật. Trường mình là trường phi văn hóa. Có tổ chức phi chính phủ thì mình cũng có trường phi văn hóa. Duyên, duyên. Hoa quảng cáo bất kỳ. Mẹ cô Long ở đây chứ. Thôi thầy giáo nhé, tôi đi vào vấn đề luôn, người Hải Phòng phải bỏ thế. Tôi không là hôm đấy mẹ ăn đang bận rồi. Không, nhưng mà nói chuyện vui lắm. Và thầy giáo thôi thế này thầy giáo nhé. Buồn cười. Nhưng mà bởi vì thầy ở Hải Phòng 4-5 năm thì thầy lạ gì. Vào vấn đề luôn. Giờ thầy mở quán thầy. Mẹ lúc thầy lại cứ ngỡ thầy bảo. Nói chuyện với thầy bảo, thầy cứ ngỡ mẹ em. Ngỡ mẹ em là chết rồi.